Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oz Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oz Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, tình hình đại dịch COVID-19 tại Úc tuy vẫn đang tăng giảm hàng ngày, nhưng nhìn chung thì cũng khá ổn định và công luận hiện nay đang quan tâm nhiều nhất về ngân sách quốc gia tài khóa 2022-2023 mà chính phủ Morrison sẽ loan báo vào chiều mai thứ Ba. Trong khi đó thì vấn đề Solomon Islands là nơi mà Bắc Kinh có thể thiết lập căn cứ quân sự đang trở thành đề tài nóng bỏng tại Úc. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Ngân sách, lệ phí xăng dầu, fuel excise có thể được giảm. Theo nguồn tin đài ABC và Sky News, thì một trong những biện pháp mà chính phủ trợ giúp cư dân để giảm bớt gánh nặng chi phí cao trong đời sống hàng ngày là giảm hạ lệ phí xăng dầu, hiện đang ở mức 44.2 cent cho mỗi lít xăng. Ngoài ra, thì Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cũng dự phóng là chỉ số lạm phát có thể gia tăng trên mức 3.5%. Và ngoài vấn đề xăng dầu, chính phủ còn có thể có thêm biện pháp tài trợ một lần cho khoảng 4 triệu 600 ngàn cư dân Úc đang sinh sống nhờ vào an sinh xã hội trị giá 250 đô la. Nhắc lại là trong vài năm gần đây, chính phủ đã có biện pháp trợ giúp cho người có lợi tức thấp và trung bình qua hình thức giảm thuế, mà lợi nhuận tối đa là 1.080 đô la cho khoảng 10 triệu công nhân viên chức có thu nhập dưới 120.000 đô la mỗi năm. Biện pháp này có thể sẽ kéo dài thêm một năm nữa. Nhìn một cách tổng thể thì cuộc duyệt xét ngân sách hồi tháng 12 năm ngoái đã dự trù là trong năm 2022-2023, ngân sách quốc gia sẽ bị thâm thủng 99 tỷ đô la. Nhưng Bộ trưởng Josh Frydenberg tin là con số thất thu thực sự sẽ thấp hơn nhờ vào các biện pháp quân bình ngân sách của chính phủ. Một thí dụ cụ thể là trong ngân sách năm 2020-2021, mức độ thâm thủng đã giảm 80 tỷ đô la hơn là mức dự phóng. Phản ứng của Đảng Lao động là những biện pháp tạm thời nhằm giảm lệ phí xăng dầu đều sẽ được Đảng Lao động ủng hộ. Tất nhiên sự giảm sụt này của chính phủ chỉ có tính cách tạm thời, tương tự như biện pháp đang được áp dụng tại New Zealand. New Zealand đã tạm ngưng áp dụng lệ phí xăng dầu 25 cent cho mỗi lít xăng trong vòng 3 tháng. Ngoài vấn đề giảm hạ mức lệ phí xăng dầu là 44.2 cent, còn có một vấn đề khác là lệ phí này gắn liền với tỷ lệ lạm phát và có thể dần dần gia tăng. Nhưng có lẽ chính phủ chưa có quyết định gì về vấn đề này. Trong quá khứ, chính phủ John Howard trước đây có lúc cũng đã quyết định tạm ngưng việc gia tăng lệ phí xăng dầu trong một thời gian ngắn như là một biện pháp giảm hạ gánh nặng đời sống đắt đỏ cho cư dân. Thủ tướng Morrison nói rằng chính phủ hiểu rõ việc vật giá leo thang hiện nay và sẽ có nhiều biện pháp trợ giúp trong ngân sách mà chính phủ sẽ ban hành vào ngày mai thứ Ba. Ngân sách, đường dây nóng Lifeline được tài trợ 52 triệu đô la. Hôm qua, Thủ tướng Scott Morrison đã loan báo là trong ngân sách 2022-2023, chính phủ sẽ tài trợ 52 triệu đô la cho đường dây Lifeline trong vòng 4 năm, để Lifeline có thể có đủ phương tiện tài chính để đối phó với mức độ gia tăng. Thủ tướng Morrison nói rằng, mỗi năm tại Úc có khoảng 65.000 người có ý định tự tử,
và trong số này đã có gần 3.000 quyên sinh. Và Lifeline là một trong số các tổ chức thiện nguyện đã trợ giúp rất nhiều cho cư dân về mặt sức khỏe tâm thần mỗi khi họ gặp khó khăn trong đời sống. Theo Thủ tướng Morrison, thì trong năm vừa qua, Lifeline đã nhận được hơn 1.200.000 cú điện thoại nhờ giúp đỡ, trung bình mỗi ngày là 4.000 cú điện thoại, vì những lý do liên quan đến tâm lý bất ổn và bệnh tâm thần, và đây là mức gia tăng 22% so với năm trước. Bệnh tâm thần là một vấn đề lớn tại Úc, tuy nhiên điều may mắn là ngay cả trong thời kỳ đại dịch, thì nhân số bệnh nhân bị mắc các chứng bệnh tâm thần đã không gia tăng. Ngoài ra, thì chính phủ cũng đã loan báo trợ cấp 260 triệu đô la trong ngân sách để trợ giúp giới trẻ trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Bầu cử 2022, Bộ trưởng Ngân khố Frydenberg cáo buộc đối thủ là ứng cử viên độc lập giả. Một trong những hiện tượng mỗi ngày một rõ rệt là trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 5 năm 2022, nhiều ứng cử viên gọi là độc lập sẽ tranh cử, mà phần lớn là tại những đơn vị do dân biểu của liên đảng nắm giữ. Hai thí dụ cụ thể là tại đơn vị Coolong ở Melbourne và đơn vị Wentworth ở Sydney. Dân biểu đơn vị Coolong của đảng Tự do là phó lãnh tụ kiêm bộ trưởng ngân khố George Frydenberg, trong khi đó ứng cử viên gọi là độc lập để chống lại ông Frydenberg là giáo sư Monique Ryan. Bà Monique Ryan trước đây đã từng là đảng viên của đảng lao động trong 3 năm và bà cũng không hề che giấu sự kiện này. Thế nhưng ông Frydenberg vẫn tố cáo là bà Monique Ryan có thể đã chịu ảnh hưởng bởi những thế lực đằng sau hậu trường. Hay nói khác hơn, đây không phải là trường hợp ứng cử viên độc lập đúng nghĩa. Trong khi đó, thì tại Sydney, cựu Ngoại trưởng Julie Bishop đã góp phần trong chiến dịch tranh cử cho dân biểu đương nhiệm tại đơn vị Wentworth là ông Dave Sharma. Đương kim dân biểu tại Wentworth, ông Dave Sharma, hiện đang có một đối thủ cũng khá nặng ký tranh cử với tư cách độc lập, đó là con gái của bà Carla Jampati, có tên gọi là Bianca Spender. Bà Julie Bishop đã cáo buộc những người gọi là ứng cử viên độc lập, thế nhưng trong thực tế thì họ đã được ủng hộ bởi tỷ phú Simon Home Alcott. Nhiều tổ chức gọi là ủng hộ ứng viên độc lập, nhưng thật ra thì họ cũng có sinh hoạt như là một đảng phái chính trị, mặc dầu họ không phải là chính đảng. Bầu cử 2022, Thủ tướng Morrison và Thủ hiến New South Wales sẽ chọn ứng cử viên tại các đơn vị bấp bênh mà liên đảng đang cần phải thắng. Thủ tướng Scott Morrison và Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet cũng đã và đang chọn con đường mà đảng lao động đang theo đuổi. Đó là thả dù những nhân vật có tiếng vào một số đơn vị bấp bênh mà liên đảng cần phải chiến thắng. Và tất nhiên là điều này trái với thông lệ, là việc sơ tuyển phải do các chi bộ của đảng tại đơn vị địa phương thực hiện. Trên nguyên tắc thì việc thả dù ứng cử viên đến các đơn vị địa phương, dù là đảng lao động hay liên đảng, thường bị cư dân phản đối. Tuy vậy, các chính đảng vẫn không từ bỏ cơ hội này. Theo nguồn tin của báo Sydney Morning Herald, thì những đơn vị bấp bênh mà liên đảng cần phải chiến thắng là Eden Monaro, bao gồm cả thành phố Queanbeyan bên ngoài lãnh thổ ACT. Ngoài ra còn có những đơn vị khác như Warringah, Greenway và Hughes cũng như Parramatta. Trong số các đơn vị này, Hughes vốn là một đơn vị mà dân biểu Greg Kelly của Đảng Tự Do đã chiến thắng hồi năm 2019. Nhưng trong năm vừa qua, ông Greg Kelly đã rời khỏi Đảng Tự Do để trở thành dân biểu độc lập. Và hiện nay ông là ứng cử viên của đảng UAP, tức là United Australia Party. Trong khi Parramatta là một đơn vị bấp bênh thuộc đảng lao động và lao động dự trù, sẽ thả dù một thương gia giàu có, ông Andrew Charlton, sinh sống tại phía đông Sydney, trong một biệt thự trị giá 16 triệu đô la. Ngược lại thì đảng tự do cũng có thể sẽ thả dù một chính trị gia vào đơn vị này, đó là ông David Elliott, hiện đang là bộ trưởng giao thông vận tải trong chính phủ New South Wales. Lý do là vì Parramatta là đơn vị mà đảng lao động cũng như đảng tự do đều cần phải chiến thắng. Nghị sĩ Cathy Gallagher phủ nhận cáo buộc bắt nạt và Minger. Những cáo buộc bắt nạt đối với cố nghị sĩ lao động Kimberly Kitching vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi, trong khi lãnh tụ đối lập Anthony Albanese thì vẫn tìm đủ mọi lý do để né tránh một cuộc điều tra. Trong số 3 nữ nghị sĩ mà cố nghị sĩ Kitching gọi là Minger là bà Kate Gallagher, phát ngôn viên về tài chính trong nội các đối lập của đảng lao động, là liên tục giữ thái độ im lặng. Trong khi hai nghị sĩ còn lại là bà Penny Wong và bà Christina Keneally thì đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên vào cuối tuần qua, sau nhiều ngày im lặng, thì bà Gallagher đã xuất hiện trên đài Sky News và chính thức bác bỏ mọi cáo buộc mà cố nghị sĩ Kimberly Kitching đã nêu lên
và sau đó đã được xác nhận bởi các thân hữu. Theo Sky News, thì bà Gallagher nói rằng bà đã không hề nghe đến chữ Mean Girls trong thời gian cố nghị sĩ Kimberly Kitching còn sống và chỉ biết đến việc này sau khi các cơ quan truyền thông nhắc đến. Nghị sĩ Kate Gallagher cũng đã nêu ra những lý do tương tự như lãnh tụ Albanese là một cuộc điều tra về các cáo buộc bắt nạt này có thể được coi là bất kính đối với người quá cố. Tất nhiên là những nhân vật quan trọng trong vụ này, kể cả lãnh tụ Albanese, lãnh tụ Richard Mouse và bộ ba Mean Girls đều muốn giới truyền thông quên lãng vụ này, vì đây được coi là một yếu tố tiêu cực cho đảng lao động trong cuộc bầu cử sắp tới. Dân biểu lao động tại Cabramatta bị tố cáo chèn ép một nghị viên Fairfield, nhưng đã phủ nhận cáo buộc này. Theo nhật báo Daily Telegraph hồi cuối tuần, thì nghị viên Sarah Jumas là một người thường hay mặc áo dài Việt Nam trong các dịp tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Ngày hôm qua, người nữ nghị viên này đã lên tiếng tố cáo dân biểu Nick Lalich của đơn vị Cabramatta là nơi có rất đông cử tri gốc Việt cư ngụ. Theo lời tố cáo này, thì dân biểu Nick Lalich đã nhiều lần có lời lẽ chỉ trích nghị viên Sarah Zima với những từ ngữ gọi là labor rat. Tuy nhiên, luật sư của dân biểu Nick Lalich đã có văn thư phúc đáp những cáo buộc của cô Sarah Zima. Và tất nhiên là những phúc đáp này đều đã bác bỏ tất cả những cáo buộc của nạn nhân. Trong khi đó, thì thị trưởng thành phố Fairfield, ông Frank Carbone, cũng đã phổ biến một thông cáo chung kêu gọi tất cả nghị viên trong hội đồng thành phố Fairfield nên ủng hộ lẫn nhau. Đây là một nguồn tin mới nhất và hiện nay chỉ giới hạn vào văn thư tố cáo của cô Sarah Jumas, cũng như văn thư bác bỏ cáo buộc của luật sư của dân biểu Nick Lalich. Vào thời điểm này, thì theo nhật báo Daily Telegraph, cô Sarah Jumas đã bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt sức khỏe tim mạch và đã từng phải đến bệnh viện để chữa trị. Thủ tướng Morrison không tiếp đại sứ Trung Quốc cho đến khi nào Bắc Kinh bắt đầu thay đổi chính sách đông lạnh bang giao. Đại sứ mới của Trung Quốc tại Canberra, ông Sao Quang, đã được Ngoại trưởng Mary Spain tiếp kiến, nhưng lời yêu cầu được gặp Thủ tướng Morrison đã bị từ chối. Sau khi đến Canberra nhậm chức, đại sứ Sao Quang đã có lời lẽ ôn hòa hơn người tiền nhiệm và nói rằng ông muốn góp phần vào việc cải thiện bang giao giữa hai nước. Tuy nhiên, đối với chính phủ Úc, thì cung cách hành xử tại Bắc Kinh mới thực sự là quan trọng, chứ không phải lời lẽ của một vị đại sứ tại Canberra. Theo đánh giá của chính phủ Morrison, thì hiện nay Bắc Kinh vẫn tiếp tục đóng băng trong quan hệ song phương với nước Úc. Hiện nay các mối liên hệ ở cấp bộ trưởng trở lên đều đã bị đông lạnh kể từ tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, Bắc Kinh còn sử dụng thương mại như là một biện pháp trừng phạt kinh tế nước Úc. Tại Bắc Kinh, đại sứ Úc cũng chưa bao giờ có thể được hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường hoặc Chủ tịch Tập Cận Bình. Vấn đề Solomon Islands, lãnh tụ đối lập địa phương thất vọng sau khi đã cảnh báo Úc Châu. Nguồn tin theo đó, Bắc Kinh có thể thiết lập một căn cứ quân sự tại Solomon Islands đã làm rung động chính giới tại Úc và New Zealand sau khi có nguồn tin xác nhận là đảo quốc Solomon Islands và Trung Quốc có thể ký một bản ghi nhớ có thể dẫn đến cơ hội cho Bắc Kinh thành lập một căn cứ quân sự. Hôm qua, theo nguồn tin đài ABC Úc Châu, ông Matthew Well, lãnh tụ của Đảng Dân Chủ ở thế đối lập tại Solomon Islands, nói rằng ông đã thất vọng vì sau khi đã cảnh báo khả năng này với nước Úc mà nước Úc đã không có hành động cụ thể để ngăn cản. Tuy nhiên, chính phủ Morrison nói rằng chính phủ đã biết trước việc này và không ngạc nhiên và cũng đã và đang phối hợp với chính phủ New Zealand để ngăn cản việc chính phủ Solomon Islands ký kết thỏa hiệp MOU với Bắc Kinh. Các cuộc vận động ngoại giao này đã và đang diễn tiến. Nếu Bắc Kinh thành công trong việc thiết lập một căn cứ quân sự tại Solomon Islands, thì đây sẽ là một mối đe dọa cho nền an ninh của nước Úc, vì căn cứ này chỉ cách vùng phía Bắc Queensland 2.000 cây số mà thôi. Ngoài vấn đề Solomon Islands, Bắc Kinh còn đang nỗ lực thuyết phục Papua New Guinea trong việc xây dựng một ngư cảng tại đảo Daru thuộc Papua New Guinea, tức là một địa điểm gần sát nách với tiểu bang Queensland. Nếu cảng này được xây dựng tại một vùng được coi là không có nhiều hải sản, nên trong thực chất đây là một nỗ lực về phương diện chính trị quân sự hơn là một đóng góp về kinh tế của Bắc Kinh tại Papua New Guinea. Trong khi đó, thì một cách chính thức, hôm qua, Bắc Kinh đã chỉ trích chính phủ Morrison có hành động vô trách nhiệm, vì chính phủ Morrison đã phản đối cũng như New Zealand để áp lực Thủ tướng Solomon Islands không ký kết bản ghi nhớ MOU với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh nói rằng các phe liên hệ nên nhìn vấn đề một cách khách quan và chỉ trích chính giới tại nước Úc
là đã có những lời tố cáo sai lạc đối với cung cách hành xử của Trung Quốc và do đó tạo nên một bối cảnh căng thẳng mà Bắc Kinh gọi là vô trách nhiệm từ phía chính phủ Morrison. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.